Phật tánh là vô thanh, vô sắc, vô hình tướng, thì làm sao mà nghe được tiếng Phật? Xin vô thượng sư giảng dạy. Cái tiếng này không phải là tiếng nhưng mà mình nghĩ, mà cái tiếng vô tiếng, cái thanh vô thanh, tạm thời phải gọi bằng thanh mà thôi. Chứ nếu bây giờ sư phụ không nói cái đó là cái gì hết, rồi quý vị cứ hỏi hoài thì cũng vậy thôi. Chưa? Không có nói không có gì hết. Biểu nghe tánh, trong Phật kinh, kinh Phật nói rằng mình phải nghe tánh, cái tánh của mình là tánh thành thành Phật. Phải và phản cái tánh nghe của mình mà nghe cái nội tánh của mình. Rồi bây giờ quý vị hỏi sư phụ nghe cái đó là nghe cái gì? Mà trong đó nó có âm thanh thiệt, nhưng mà âm thanh không phải dùng tay để mà nghe, mà dùng cái trí huệ của mình cảm nhận được. Nhưng mà nó cũng đại khái như là mình nghe âm thanh bên ngoài vậy đó. Rồi bây giờ không nói nó là âm thanh thì phải nói bằng cái gì giờ? Thì cũng có thể nói rằng chấn động, cũng có thể nói rằng cái sự âm nhạc của trần, của Phật, Phật trời, hoặc là Phật âm á. Trong kinh Phật cũng có nói Phật âm vậy. Âm lưu á, kinh Lăng Nghiêm có nói rằng tất cả những vị Phật đều nương cái âm lưu này xuống độ chúng sanh, rồi kéo chúng sanh nương cái âm lưu đó mà đi về cõi Phật. Âm lưu là nó như vậy, nhưng mà phải cũng phải nói một cái tiếng gì thôi, chứ đâu phải cái âm thanh nó giống như của mình đâu. Có cái bản của ông, có ông bản của ông Đường Tương Thanh gì đó, ông dịch gì đó, quý vị về nghiên cứu coi biết liền. Có chuyện gì thắc mắc nữa có thể viết thơ cho sư phụ, hoặc là đợi sư phụ đi hoằng pháp kỳ khác nhé. Chứ trong cái thời gian hạn hẹp, nhiều khi trả lời hết không được. Nhiều khi những cái sư phụ đã nói ra rồi nhưng mà không có nói ở đây, thành ra quý vị thắc mắc. Câu chuyện hai thầy tu cứu cô thiếu nữ, sư phụ vừa nói có thật hay là chỉ ví dụ mà thôi? Có chứ, chuyện đó chuyện hồi xưa có thiệt chứ. Chuyện này nổi tiếng ấy. Chuyện thiền á, cái này có trong tập truyện của thiền. Chồng con đạo Công giáo, con Phật giáo, đến khi 100 tuổi và con muốn lo ma chay chồng. Con theo Phật giáo vì con không biết gì về bên Công giáo, như thế có tội không? Vì lúc đám cưới không làm theo đạo mà làm theo gia đình bên chồng là Phật giáo, chỉ có chồng con thích theo Công giáo thì theo lúc 20 tuổi. Nhưng chồng con cũng tin Phật, đôi khi cũng cầu nguyện Đức Quán Thế Âm và nhắc nhở chúng con tụng kinh hàng ngày. Thì cái lúc ông, trước khi ông chết đã hỏi ông chứ sao hỏi sư phụ. Ông chưa chết thì hỏi ông á. Cái lúc mà anh chết rồi đó thì em nên làm theo Công giáo hay làm theo Phật giáo? Ông nói công thì công, nói Phật thì Phật, chứ có gì đâu. Em muốn làm theo Thiên Chúa giáo thì thỉnh mấy ông cha nhà thờ lại đọc kinh cho ông. Thì có kêu mấy người mà đặc biệt đến, ví dụ ông muốn Phật giáo thì kêu quý thầy đến chỉ cho cách làm, hoặc làm giùm cho cúng dường ít gì đó. Ông muốn Thiên Chúa giáo thì mình kêu quý ông cha bà sơ gì đó đến đọc kinh giùm cho, có gì đâu mà nó thét mét. Thưa sư phụ, con đã ăn chay trường nhưng đôi lúc nhớ thèm đồ mặn, như vậy có tội không? Tội cho mấy con thịt đó, tội cho mấy cục thịt á. Có người nhớ mà không được gần, ăn chay mà còn nhớ thịt mà còn tiếp tục ăn được vậy cũng đỡ lắm rồi á. Hả? Nhưng mà nó cực khổ cho mình quá đi, nó cực cho mấy miếng thịt nữa. Khi nào muốn ăn chay á mà tu theo pháp môn Quan Âm á thì không có nhớ. Hồi nãy quý sư phụ đã nói cái chuyện mà có cô kia ăn chay 2 ngày mà cứ đợi 12 giờ rồi khuya là cái nhảy vô nồi thịt liền đó. Đó là tại vì hồi xưa chưa có tu pháp Quán Âm, chưa có gặp minh sư. Nhưng còn tu theo cái phép chính đã cái khai mở cái Phật tâm của mình, cái nguồn năng lực vô biên đó, để nó bảo hộ cho mình, dẫn nhắc cho mình. Nếu mà mình thành tâm theo cái pháp đó, nếu mà mình đúng tin tưởng theo đó thì nó sẽ bảo hộ cho mình. Ăn chay nó dễ, không có thèm thịt nữa, thấy thịt ngán chết, sợ chết, hôi nhiều khi buồn nôn. Hoặc là ngứa ngay, đi ngang qua hàng thịt nó ngứa ngay, đủ thứ đó. Mới tu một hồi là sẽ rõ ràng sự phân biệt giữa ăn thịt và ăn chay nó khác nhau thế nào. Thank you.
thôi ráng ăn thêm đi, đừng có để cho khi nào mình đói quá sức mà đi ngang qua mấy cái tiệm phở, hiểu chưa? Này, lúc nào cũng bỏ thêm một miếng trái cây hoặc là bánh bao gì trong cái túi của mình, nó đói là ăn liền, ăn tạm tạm rồi về nhà ăn tiếp. Mình đã yếu rồi mà mình còn thử mình nữa thì đâu có được. Biết phải biết cái lực của mình nhé. Thì lúc nào cũng đừng có để cho đói bụng mà đi mua đồ ăn. Jesus healed and told the disciple to do. If a person is gifted with the spirit to heal, why should they not do so for humanity? Yeah, they could do if they want to, but not my disciples only, because they should become the all-healing power, not just a healer. Just like one person wants to pursue study to become a doctor, not a nurse. Both are useful, but we want to become doctor. If people want to become a nurse, then they can heal. Nowadays, healing is not necessary anymore because we have so many doctors, hospitals, so many equipments. They don't need this kind of thing. What Jesus say about healing, he means the soul heal forever. Just like what I say to you now, if you practice this, you can heal all the time. People get healed all the time. You get healed all the time, eternally. You never get sick again. You never thirsty again. But if we heal the physical illness only today, tomorrow get sick again. Next year will be another sickness, maybe even worse. To heal in this way means to interfere with the bad karma, to stop the suffering for a moment, but later even the interest will get more. But if we heal with the real power from within, then we are healed eternally. That's what I mean only. I'm also healing people, but without healing. I'm not doing this kind of hula hula hop to heal people, but many people get healed. What I mean is these things are not ultimate, not the most important issue of the practitioners of the truth. Should you practice many years or a long time and you have this healing power, it will emanate naturally. And people get healed around you without you doing anything. Then it's okay. That is healing without healing, doing without doing. Then you're okay. You're free of ego and karma. Should you try purposely to interfere and to mess about with people's magnetic field and to try to stop their bad karma from fulfilling its purpose, then you will bear heavy burden. That's what I mean. Not that we don't have compassion. But if you want to be a great healer, then be like Jesus. He can afford it. He has infinite power. But even then, he can live only 3.5 years for doing many miracles, interfere with the work of nature. He didn't want to. He was forced to do it many times. For example, to make water into wine, his mother forced him. And he said, why did you tell me to, why did you arrange this? He wasn't happy. But perhaps at his time, it was necessary to do some kind of miracle sometimes. I don't believe it again now. We must practice in the path of truth, love and power until we have the healing power, but without us even know that we heal. Then you can heal. Otherwise, we heal with ego and let people depend on us instead of depend on the God power inside them, instead of developing their own healing power and heal themselves forever. We let them depend on us for 1 or 2 days, 1 or 2 years, and be grateful to us instead of grateful to God. And that is not good. Có người Mỹ họ hỏi rằng Đức Chúa Giêsu có trị bệnh cho người ta. Rồi biểu những người học trò của Giêsu trị bệnh nữa. Tại sao thì bây giờ người đời này những người nào mà có cái sức trị bệnh đó, tại sao sư phụ nói không thể được làm? Sư phụ mới nói rằng cái thứ mà trị bệnh của Đức Giêsu nói là cái trị bệnh vĩnh viễn trường tồn, chứ không phải trị bệnh bữa nay mai bệnh nữa. Có người nào mà được trị bệnh một lần rồi khỏi bệnh luôn ở dưới cơ cõi nơi này đâu. Cho nên sư phụ nghĩ rằng mặc dù thí dụ mình có cái thuật chữa bệnh đi nữa, mình cũng đừng nên dùng cái đó, tại nó làm cho đảo loạn cái luật nhân quả, rồi làm cho người ta ỷ lại cái thần thông của mình mà quên phát triển
cái Phật tánh của họ. Như vậy là mình làm sai chứ không phải làm đúng. Tại vì mà bữa nay mình cứu họ, mai họ bệnh nữa, hoặc là kỳ sau họ bệnh nữa, mà cái trả lời trả vốn nó còn nhiều hơn nữa. Thành ra tốt hơn mình dạy họ phép Quan Âm rồi họ hết bệnh hoài, mai mốt không bao giờ trở lại cõi đời này sinh bệnh nữa, vậy mới tốt. Còn nếu mà người nào muốn trị bệnh thì cứ ở đây trị hoài đi, nhưng mà cái luật nhân quả phải gánh. Tại vì làm cho người ta cái ỷ lại mình đó, người ta nghĩ mình là vĩ đại mà họ quên Thượng Đế hoặc là Phật vĩ đại đi, như vậy là cái tội chứ đâu phải cái phước. Ta phải nhớ tới Thượng Đế, phải nhớ tới Phật chứ đâu phải nó nhớ tới mình là một cái người trị bệnh chút xíu, trị nay mai bệnh tiếp. Ý sư phụ nói vậy. Thành ra nghĩ rằng trị bệnh cho người ta dùng cái phép thuật trị bệnh, cái đó nghĩ rằng ngon, nhưng mà thật ra thật sự là không ngon. Còn thí dụ người ta bệnh vì không phải vì nhân quả, mà những cái trường hợp bệnh thân thể thì đi kêu bác sĩ chữa cho họ cho rồi, cái đời này thiếu gì bác sĩ mà phải đứng ở khoa trương thần thuật của mình nữa. Chuyện này đâu phải cái chuyện của người tu hành, chuyện của mấy ông bác sĩ. Tu thì phải dùng cái lực lượng của tu hành của mình mà thoát khỏi tam giới, phải thoát khỏi bệnh cổ đời đời, chứ đâu phải tu ngồi đó rằng làm những cái việc của ông bác sĩ mà ông chích một mũi thuốc hết bệnh liền. Mà mình hồi đó hô, mình ngồi đó mình tu hai mấy chục năm mới được cái quyền thuật này, rồi mình ngồi đó mình hô phong hoán vũ mà làm cho người ta hết bệnh, trong khi ông bác sĩ ông chích mũi thuốc là xong. Làm chi mà cho mệt vậy, chứ dành nghề của người ta nữa. I say it's no great deal if somebody heals someone else. It takes about many years to develop this healing power and costs a lot of time and money. Whereas the doctor just put one injection and it's gone. What is the big deal about healing? Just let the doctor does his work to the use of physical means to cure the physical body. Why should we use the spiritual power to waste in that issue? Once a patient cured, tomorrow he gets sick again. No one is cured forever in this world, so why should we bother and waste our time and energy on this healing power which the doctor and nurses can do in no time? That's what I mean. It's not worthwhile. Sư phụ nói một cái câu chuyện này nữa cho quý vị nghe, nó cũng liên quan đến vấn đề này. Cái lúc Phật còn tại thế đó, có một người lại khoe với Đức Phật là ông có thể đi trên mặt nước, ông đi từ bờ bên này qua bờ bên kia mà ông khỏi cần dùng cái phương tiện gì hết á. Rồi Đức Phật mới nói, à hay quá ha, vậy hay quá ha, anh tu bao nhiêu lâu mà được cái pháp gì hay vậy ha. Cái ông nói ông tu 25 năm á. Đức Phật nói, trời đất ơi, 25 năm tốn biết bao nhiêu tiền của thì giờ nữa, mà tôi chỉ dùng 5 cắt bạc là tôi đi thuyền chạy qua liền. Không có xứng đáng, không có cần thiết. Concerning the rule, never use the spiritual power to cure others' illness. What if one is a doctor or healer? How can they follow these rules? I have always understood that the spiritual power is available so healers can transmit this power to others. Please comment. Yes, but you leak your power in this unworthy purpose. I told you already. It's not necessary to use such a great power just for a physical illness, just for once. It doesn't matter so much. We can go to the doctor and pay just some money for it. And the spiritual power is priceless. Now, if we use that for these things, it's a pity. For just like you can use a diamond to exchange for a loaf of bread. If you don't care for this diamond, all right. But if you do care and if you do appreciate the value of the diamond, then please hold on. Or at least sell it to a lot of money and buy one loaf of bread, just one out of it. But not to exchange the whole diamond for a loaf of bread. You could do that too. But it's not wise. That's all. Just like a man who practiced 25 years to cross the river and the Buddha used only 5 cents. No need to take so much problem. There are different fields and different work. We could not just mix up everything like that. If we want to be liberated to become a Buddha, then we must leave this small work for some other people. For example, the president, of course he has all the power. But he cannot just go and chase around the criminals and do the policeman's job.
He could do that if he wished to, but people will laugh at him and think he's a fool. He has all the power. He can chase all the criminals, but why should he do that? There are policemen. Cái ông này mà ý ông hỏi tại sao mà không cho ông chữa bệnh đó. Yeah. Sư phụ nói không phải không cho nhưng mà nó uổng đi. Thí dụ mình đem một cái viên ngọc kim cương mà mình đổi lấy một cái bánh bao vậy đó, cái bánh mì nó uổng quá chứ không phải là không được. À, bánh mì thì có cái dùng tiền cắt tiền bạc mà mua chứ tại sao phải dùng kim cương mà đổi lấy. Còn như ông tổng thống mà ông cứ tối ngày cứ đi bắt ăn trộm ăn cắp hoài thì uổng quá đi. Ông cũng làm được, ông có quyền lực tối thượng nhưng mà ông là tổng thống. Ông làm những chuyện lớn lao hơn. Chứ vừa cái chuyện mà bắt ăn trộm ăn cắp phạt hành phạt tụi nó là của cảnh sát. Có cảnh sát rồi tội gì ông phải đi làm những cái chuyện như vậy. Ý sư phụ nói vậy. Cái thì mình theo con đường Bồ Tát, mình theo cái phép Quán Âm này là mình muốn thành Phật đó. Mình muốn thành một đấng toàn thiện, toàn giác, toàn năng để mình cứu tất cả mọi người. Chứ không phải cứu một hai người bệnh, có một cái cục nhọt chỗ kia hoặc là có một cái mục nhọt chỗ nọ. Cái đó, cái chuyện nhỏ mọn để mấy người mà họ làm những cái chuyện đó, những cái chuyên môn đó họ làm. Cũng như ông cảnh sát để ông đi bắt ăn trộm ăn cắp chứ ông tổng thống đi làm cái đó làm cái gì. Đại khái nó vậy thôi. Mình theo con đường nào mình cũng theo con đường đó chứ. Làm ông giáo sư thì làm giáo sư chứ. Còn làm người mà quét trường học là làm người quét trường học chứ. Ông giáo sư không cứ đi quét trường ngoài làm sao ông dạy học trò được. Kính thưa sư phụ, làm thế nào để đầu óc được thanh thản, không nghĩ bậy bạ? Con xin cảm tạ ơn Ngài. Thì mình tu lâu rồi nó quen. Tại cái đầu óc mình nó thường thường nó nghĩ bậy bạ quen rồi. Thì bây giờ mình mới tu á, hoặc là mình muốn niệm Phật thì cho nó chuyên tâm nó hơi khó. Cái thói quen mà thôi. Sau này mình niệm Phật quen rồi, cái nó quen rồi. Cái thói quen nó nghiêng về bên này, nó nghiêng bên kia. Thì nó sẽ bớt đi. Okay. Thưa sư phụ, con xin thắc mắc hỏi, có địa ngục không? Có chứ, cái lúc nào mà anh buồn khổ tới mức tột cùng đó là địa ngục đó chứ. Lương tâm dằn vặt cái đó là địa ngục rồi, cần gì phải hỏi đâu nữa. Phật tại tâm địa ngục cũng ở tại tim mà. Thưa sư phụ, con đang ăn chay và tìm hiểu đạo Phật. Nhưng tại sao tất cả mọi người không cùng ăn chay và không tìm hiểu đạo Phật như con và nói con là người bất thường? Tại sao? Tại vì mỗi người có một cái quan niệm khác nhau, có một cái bối cảnh khác nhau, sự dạy dỗ khác nhau. Mình ăn chay thì tự mình biết lấy, mình tìm hiểu đạo Phật từ mình biết lấy, mình không nên bắt buộc những người khác phải theo. Nhưng mà mình có quyền hoặc có bổn phận đem cái sự hiểu biết của mình nói ra cho người khác biết. Nhưng mà cái sự chấp nhận hay là không chấp nhận đó là quyền của người ta. Mình có quyền nói ra thôi chứ mình không có quyền bắt buộc hoặc là expect là cái gì. Có quyền chờ đợi rằng họ tất cả đều đi theo mình. Làm gì có chuyện đó. Đức Phật còn chưa thành công, Đức Chúa còn thất bại, mình nó nhầm gì. Ừ? Nói ai nghe được nghe thôi. Người chết khi nào biết linh hồn lìa thể xác? Tôi nay đã 76 tuổi, được nghe thuyết giảng của Nico, tôi ăn chay được 3 tháng nhưng mất sức. Bác sĩ khuyên ăn mặn lại. Làm cách nào cho sức khỏe được bảo đảm để ăn chay? Ăn chay phải cho đúng cách chứ. Ăn bậy bạ thì thế nào cũng mất sức. Mất sức nhiều khi mình già rồi mất sức chứ đâu ăn chay mất sức. Còn học trò của sư phụ như thiếu gì người trẻ đâu có mất sức gì đâu. À, sư phụ cũng ăn chay hoài chứ mà đi từ nước này qua nước kia, từ cái chỗ này qua chỗ nọ, ngày nào cũng nói chuyện dài dài cả ngày cả đêm như vậy. Mà ăn cũng đâu uống gì đâu bao nhiêu đâu. Mà sư phụ thì sức thì có nhiều cũng làm nhiều đó chứ cũng đâu có mất sức gì quá đáng đâu. Mất sức là tại nghiệp chướng chứ không phải lãnh nghiệp chướng, hoặc là bị nghiệp chướng nó lây chứ không phải gì ăn uống không thiếu thốn. Quý vị đâu có làm gì bao nhiêu đâu mà nó mất sức đồ dữ vậy hả? À, tại tự mình hypnotize mình đó chứ. Mình cứ ăn chay mà trước khi ăn đã nghĩ là ăn thế nào cũng mất sức, ăn là khép mình, ăn là khổ hạnh, thế nào nó cũng mất à. Nhưng ăn thì phải có sự tin tưởng Phật trời gia hộ cho mình, tin tưởng mình làm con đường đúng. Chứ ăn mặn cả đời rồi bây giờ đã già rồi mới ăn chay thành ra nó kẹt rồi. Cái đầu óc cứ bị tẩy não, cứ nó ăn chay thế nào cũng mất sức, ăn chay cũng mất sức. Rồi cứ vậy rồi cứ ăn hoài rồi cứ trừng phạt cho mình nữa chứ. Cái bằng mình tự làm cho mình có những cái quan niệm xấu rồi nó ảnh hưởng tới mình, tự mình á. Kính thưa Ngài, tôi muốn theo Ngài tu hành
Nhưng vì tôi hãy còn 4 đứa con trai chưa có gia đình, tôi rất buồn. Vậy tôi có thể theo Ngài đi tu được không? Thứ hai, tôi muốn theo Ngài đi tu, nhưng tôi không có tiền để sinh sống và làm lộ phí. Vậy thì phải làm sao? Thứ nhất, khỏi có theo sư phụ đi xuất gia. Đi tu đâu phải là đi xuất gia. Xuất gia là những người họ hiến thân, hiến cuộc đời, hiến tất cả cho đạo pháp, đặng mà họ đi ra họ truyền bá những cái tư tưởng mà họ hiểu được cho người khác. Nếu mà họ có đầy đủ phương tiện, còn mình chưa có đủ phương tiện thì mình đừng nên đi chứ có gì đâu. Đâu phải người nào đi theo sư phụ cũng phải xuất gia đâu. Anh này trẻ không đâu xuất gia đâu. Đi tu đâu phải là đi xuất gia. Tu có hai đường, đường tại gia, đường xuất gia. Nếu mình mà đầy đủ điều kiện á, gia đình thanh thoảng hết, không có trách nhiệm gì, hoặc là mình thoát được trách nhiệm, mình ăn bài được với gia đình thì mình mới đi xuất gia, rồi mình hiến cả thân khẩu ý của mình cho đạo. Mình đi truyền bá các nơi cho nó dễ dàng, chứ còn dính líu phu thê thì nó kẹ không có đi được, thí dụ vậy đó. Nhưng còn mình chưa có đủ điều kiện gì, mình có bổn phận ở nhà thì mình phải ở nhà mình tu chứ. Chứ đâu phải người nào cũng phải đi xuất gia đâu. Thí dụ như trong một quốc gia có loạn lạc, nhiều người phải đi lính, nhiều người không phải đi lính. Người nào mà không có cha mẹ già yếu hoặc là không phải là con một á thì mới đi lính được. Ví dụ người nào mà con một có cha mẹ già yếu không ai nuôi là đã khỏi đi lính. Hai người cũng đều là yêu nước như nhau, đâu phải người nào đi ra trận mới là yêu nước đâu, thấy chưa? Cái đó là cái trường hợp của mình, nó phải làm vậy, nên làm vậy thì mình làm vậy. Chứ nếu mà đi xuất gia mà không tu hành đàng hoàng thì còn kém cỏi hơn những người tại gia, đâu có gì đâu mà phải phân biệt như vậy. Những người xuất gia là những người đã rảnh cái trách nhiệm trần gian, họ đi làm trách nhiệm của đạo. Còn những người tại gia là những người cái trách nhiệm trần gian còn chưa có rảnh thì họ phải làm cái chuyện bên này thôi. Còn cái vấn đề tu là riêng biệt. Tu là vừa làm trách nhiệm trần gian vừa tu. Những người xuất gia còn vừa đi hoằng pháp vừa tu. Hai người đều tu giống nhau hết trơn á. Đều hai người làm hai việc khác nhau. Có nhiều đó thôi à. The concern us is how to find our own master. How to be the master of our own house. And if the master who teach us now is capable to teach us that, to lead us that, to guide us in this path or not, by listening to that master speaking, or by initiation, you can verify the power of that master, and that's enough. No need to ask too many questions. When the rice is already on the table, the bread is there, eat them, and feel your body with energies and health and vigor. No need to sit there and question, where does the bread come from? What kind of farmer was that? What kind of grind mill? Which grind this bread? And how was it became powder? And how much water in it? And how much yeast in it? All kind of these things. We will die of starvation before we know all this. My goodness, we burden ourselves with unnecessary chattering. Too much already. The master never leave any tracks behind. But we people make a cult out of them and make a lot of confusion between nations, between religions, and make a lot of war out of this. Hồi nãy sư phụ nói trả lời cái ông này là như thế này. Mình đã có nhiều rác rến trong đầu rồi. Đủ thứ kinh điển nhét đầy ở trong hết rồi mà cũng chưa có rửa hết, cũng chưa có biết tới đâu là đâu hết, cứ ngồi đó cứ bám những cái danh từ trống lỏng mà hỏi hoài hỏi tới hỏi lui rồi. Cái sự chấp chứa, chấp nhất của mình nó càng ngày nó càng nghiêm trọng thêm. Thì biết bao giờ mình mới bỏ hết được tất cả để mà mình giải thoát. Muốn giải thoát là rác rến bỏ hết tất cả những cái gì tốt xấu gì cũng phải sạch hết rồi mới được đi á. Chứ còn bám vô một chút nào là nó còn nặng, nó còn rơi xuống. Cái gì mà nặng là nó ở dưới á. Nó nhẹ là nó mới bay lên. Chỉ nói cái chuyện thực tế, cái chuyện tu hành như thế nào thôi. Mà những vị thầy là không bao giờ họ làm gì xong rồi họ để lại cái dấu vết hết. Mà tại vì người mình á, làm dấu, làm vết ra, rồi làm đủ thứ, rồi làm cho cực khổ, trói buộc cho chính mình. Mà mình cũng không tự mình thoát ra được những cái sự chấp nhất về kinh điển đó. Bây giờ sư phụ nói rằng thí dụ như một cái miếng bánh mì, cái miếng mì là làm sẵn để đó rồi, mình đói sắp chết rồi đây mà mình không chịu ăn, mình còn ngồi đó mình phân tích cái bánh mì này nó từ đâu ra, ai làm chủ của cái ai mà ai là người làm thành bột, rồi cái người ông chủ đó ông tên gì, cái máy mà xay bột đó nó cái hiệu gì, nó bao lớn, xay từ hồi nào,
Rồi bao nhiêu nước bỏ vô, bao nhiêu bột men bỏ vô, bao nhiêu bột bỏ vô nó mới thành cái này. Rồi làm bánh từ hồi nào, cái lò nó là cái gì. Rồi cái người mà trồng cái lúa mì là cái người tên gì. Rồi họ dùng những cái phương pháp gì để xịt thuốc, rồi họ dùng những phân bón gì. Ăn bánh mì đi cho rồi, cho nó khỏe khoắn trong người, cho lẹ còn đi làm việc. Biết bao nhiêu chuyện khác phải làm. Còn những người nào mà cứ hỏi hoài đó là người nào chưa đói. Sư phụ bổn phận là làm đồ ăn cho mấy người đói bụng thôi. Còn những chuyện khác là để cho những người khác làm, chứ sư phụ không có làm hết được. Đại khái nó như vậy. Con. Lợi ích rất nhiều. Thôi tu đi rồi biết. Ok. Chứ sư phụ ngồi đây quảng cáo hoài thì quý vị tưởng đâu quý vị, sư phụ muốn ép quý vị phải đi tu. Nói cho quý vị biết, khi nào mình muốn tu hành mà giải thoát đó là cái khi đó mình đã khát vọng quá mức rồi. Thấy chưa? Mình nghe nói có cái phép giải thoát là mình nhào vô liền à. Châu. Mình không ngồi đó mình hỏi có lợi ích hay không, lợi ích cho vấn đề đời sống hàng ngày của mình nữa. Mình đi tu là để giải thoát chứ đâu phải để lợi ích cho đời sống hàng ngày. Nếu nó có được lợi ích đời sống hàng ngày, cái đó là những cái sự mà đặc biệt gia trì, hoặc là kêu bằng như hoa hồng vậy đó. Như cái anh mà anh hớt tóc hồi nãy đó, anh có một số vốn rồi, nhưng mà cái tiền hoa hồng là để ông chủ, những người khách họ cho thêm, chứ đâu phải mình làm nghề uống tóc để mình cứ chờ cái sự hoa hồng đó đâu. Hả? Mình uống tóc là mình cũng muốn phục vụ cho người ta đẹp đẽ vui vẻ, chứ làm một cái nghề lương thiện. Đấy, mình làm một cái nghề chánh đáng là có một số tiền để mình sinh nhai, chứ ai mà chưa học nghề hớt tóc mà cứ chờ hoa hồng đâu. À, hỏi có hoa hồng không thì mới học mà hớt tóc, mà không có không học. Cái này hỏi chuyện cái cày trước con trâu, mình chưa chết làm sao kể được. À, cái chuyện đời này mình biết chưa xong, thôi đi tu phép Quán Âm đi rồi tự mình thấy. Ok, cái cảnh kia nó khác cảnh này, sư phụ nói ra cũng khó. Ví dụ hồi xưa quý vị đi Mỹ, chưa đi Mỹ đâu có biết cái nước Mỹ như thế nào, rồi bây giờ nói này nói kia, nói rồi mình cũng nghĩ tầm bậy tầm bạ thôi. Còn nếu muốn biết cái đời sống mà của Phật á, thì coi cái mấy cái kinh Di Đà đó, có giảng nghĩa đàng hoàng á, cung vàng điện ngọc á, đường thì lót bằng vàng này cái nọ đó, có ham mấy cảnh đó không? Mình tu đâu phải mình ham mấy cái cảnh đó, nhưng mà để cho tâm hồn thanh tịnh, những cái cảnh đó mình sẽ được thấy cái cũng như hoa hồng vậy đó. Ok. Rồi nếu tâm hồn mình đã thanh tịnh rồi, dĩ nhiên mình phải ở những cảnh giới thanh tịnh đẹp đẽ thôi, chứ khỏi có cần mong cầu. Khỏi cần hỏi trước. Nhiều khi cái trí óc của mình không thể tưởng tượng được những cảnh đó. Tuy rằng sư phụ tả ra nhưng mà quý vị cũng tưởng không có đúng. Tại vì mình lên cái cảnh đó mình mới biết được rõ ràng.